Một số tổ chức cá nhân không có chức năng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài đã sử dụng các website đăng tải nhiều thông tin đơn hàng tuyển dụng lao động đi làm việc tại các thị trường nhằm lừa đảo người lao động. Các tổ chức cá nhân không có chức năng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài sử dụng các website như www.nhatbang24h.vn, www.xuất-khẩu-lao-động24h.com để tìm kiếm người lao động có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài. Các tổ chức doanh nghiệp này còn sử dụng trang thông tin cá nhân như Facebook hay Zalo đăng tải nhiều thông tin hoạt động trong lĩnh vực này như hình ảnh đưa tiễn lao động tại sân bay, quá trình người lao động làm việc ở nước ngoài, hình ảnh chụp với visa của người tiếp nhận đã được cấp nhằm tạo uy tín với người lao động. Khi người lao động chuyển tiền, các tài khoản này cung cấp bản chụp phiếu biên nhận, căn cước công dân và bản hợp đồng có đóng dấu của công ty để người lao động tin tưởng và tiếp tục đóng các khoản phí khác. Do vậy, người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không giao dịch, liên hệ với các doanh nghiệp, cá nhân không có chức năng hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Thưa quý vị, theo Cục Viễn thông thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, từ ngày 10 tháng 9 năm nay, các nhà mạng cam kết với Bộ là dừng phát triển SIM tại các đại lý ủy quyền, chỉ tập trung vào các kênh chuỗi. Theo báo cáo sơ bộ của các doanh nghiệp về viễn thông, sau gần một tháng triển khai, số lượng phát triển SIM giảm khoảng 1/3 so với trung bình của tháng 8. Và trong thời gian tới, thì Cục Viễn thông cũng sẽ tăng cường phối hợp cùng với các đơn vị giám sát việc triển khai cam kết của các doanh nghiệp, từ đó báo cáo lãnh đạo Bộ có các biện pháp chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Theo báo cáo của Haravan, công ty công nghệ xây dựng nền tảng bán hàng online cho hơn 50.000 doanh nghiệp trên cả nước. Trên thị trường bán lẻ tại Việt Nam, kênh thương mại xã hội đang đóng góp tích cực vào tăng trưởng doanh thu và khách hàng, cũng như giúp cho các nhà kinh doanh quản lý hệ thống phân phối, bán lẻ với đa dạng ứng dụng công nghệ. Hiện nay, các kênh mạng xã hội tăng trưởng nhanh, chiếm khoảng 47% tỷ trọng đơn hàng của những kênh bán online của nhà kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa. Khi bán hàng trên các kênh thương mại xã hội, nhà kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể tăng hiệu quả quảng cáo và quản lý hoạt động bán hàng. Kết quả khảo sát hành vi người tiêu dùng Việt Nam khi mua sắm qua livestream trên mạng xã hội cũng cho thấy có 55% người tiêu dùng thực hiện mua sắm online qua tài khoản cá nhân. Kết quả khảo sát này cũng chỉ ra rằng có 72% người dùng mua sắm trên mạng xã hội vì tiện lợi. Thưa quý vị, nhà xuất bản Elsevier vừa công bố bảng xếp hạng 100.000 nhà khoa học có tầm ảnh hưởng và tiêu chí lựa chọn dựa trên cơ sở dữ liệu của Scopus. Ở top 10.000 nhà khoa học hàng đầu thế giới, Việt Nam có 7 người và giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức thuộc Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội là một trong hai nhà khoa học Việt có 5 năm liên tiếp lọt top nhà khoa học hàng đầu thế giới. Và bây giờ, mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức. Trước hết xin được hỏi cảm xúc của ông lúc này khi mà lần thứ 5 liên tiếp ông có tên trong bảng xếp hạng những nhà khoa học có tầm ảnh hưởng nhất thế giới ạ? Thì cá nhân tôi và tôi cho rằng đấy là không chỉ niềm vui của cá nhân tôi, của các trường đại học mà có cái nhà khoa học được xếp hạng, mà tôi cho rằng là niềm vui của cái nền giáo dục đại học và khoa học công nghệ của nước nhà. Vì rõ ràng đây dù sao cũng là một sự ghi nhận rất là khách quan, sự khẳng định vị trí của các nhà khoa học Việt Nam trên bản đồ khoa học của thế giới, là chúng ta đã tiếp cận được với những cái chuẩn mực của trình độ quốc tế. Đây là một cái điểm, một dấu ấn rất là quan trọng và một sự khích lệ rất là lớn đối với những đội ngũ làm công tác khoa học của nước nhà. Thưa ông, những lĩnh vực mà ông nghiên cứu có thể coi là những lĩnh vực sinh sau đẻ muộn so với thế giới. Vậy thì làm thế nào để các nghiên cứu đó được thế giới công nhận ạ? Để có thể có cái sức ảnh hưởng được khoa học của thế giới, và trước hết là để có thể theo kịp được với thế giới, thì trước hết là mình phải hiểu được thế giới đang làm cái gì, phải tìm được con đường đi riêng và mình phải tiếp cận những vấn đề đó. Và đồng thời, sau khi mình hiểu được thế giới làm được gì rồi, những vấn đề gì là thế giới đương quan tâm rồi, thì mình phải có cái đủ trình độ, đủ năng lực để có thể tiếp cận được với những cái trình độ của quốc tế, phải có một nền tảng kiến thức rất là vững chắc, phải có một tư duy, phải có một tầm nhìn, phải tiếp cận được với cái chuẩn mực của quốc tế và phải làm được những cái điều đấy mà quốc tế có thể là muốn làm nhưng chưa làm được, hoặc là muốn giải quyết nhưng mà chưa giải quyết trọn vẹn. Để tóm lại, tức là để có cái sức ảnh hưởng thì phải giải quyết, phải có những đóng góp mới về mặt khoa học và cái kết quả đó đấy có tác động đến cộng đồng khoa học của quốc tế, thì cái ý nghĩa của cái việc ghi nhận này nó là như vậy. Vâng, không chỉ làm nghiên cứu khoa học rất là miệt mài mà ông còn là người tiên phong mở đường cho những ngành mới, những bộ môn mới ở trường Đại học Quốc gia Hà Nội. Vậy xin được hỏi điều gì khiến cho ông chăn trở với sự nghiệp giảng dạy như vậy ạ? Với xu thế của thế giới thì tôi cũng nghiên cứu được, thì để một đất nước muốn phát triển được thì cái khối kiến thức về liên quan đến kỹ thuật công nghệ, đến STEM ấy, nó phải cốt lõi, nó là cái động lực để thúc đẩy tăng trưởng của nền kinh tế. Và tôi cho rằng Việt Nam cũng không là ngoại lệ. Thế chính vì thế cho nên tôi luôn ấp ủ
để có cái sự định hướng nền tảng khoa học kiến thức cơ bản đã tốt rồi, nhưng làm sao có thể mở rộng được cái tỷ lệ, cái cơ cấu, cái ngành nghề thì kỹ thuật công nghệ. Là bên cạnh hoạt động đào tạo thì chúng tôi đã tập hợp được cái lực lượng tiến sĩ trẻ rất tài năng đào tạo ở rất nhiều nước, tức là Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, tất cả những nước tiên tiến nhất để tụ hội về đây và các em có cái mảnh đất để phát triển. Và chính vì thế cho nên lĩnh vực kỹ thuật công nghệ của Đại học Quốc gia Hà Nội nói là sinh sau đẻ muộn, nhưng đấy, theo đánh giá của bảng xếp hạng QS năm 2002 đã xếp hạng 386 của thế giới. Vậy chúng tôi đã phát triển rất là đúng hướng, và quan trọng hơn ấy, là không chỉ để ghi nhận ranking mà thực sự là cái những ngành nghề lĩnh vực kỹ thuật công nghệ không những mở rộng cơ hội việc làm, thay đổi cơ cấu, thay đổi cái hồn cốt trong cái quá trình lịch sử phát triển của Đại học Quốc gia Hà Nội, mà thực sự đã góp phần tăng cường cái tiềm lực khoa công nghệ của Đại học Quốc gia Hà Nội, và quả thực là cái tương lai phát triển của Đại học Quốc gia Hà Nội. Bây giờ nếu như ngoảnh lại trong bối cảnh tự chủ đại học, nếu không có khối kiến thức STEM, nếu không có khối kiến thức kỹ thuật công nghệ mà không chuyển đổi nhanh như thế, thì chúng ta rõ ràng là rất khó có thể đáp ứng trụ vững được với cái xu thế tự chủ đại học và hội nhập quốc tế như ngày hôm nay. Vâng, trân trọng cảm ơn ông đã dành thời gian cho Truyền hình Quốc Việt Nam.